Mai đi chơi không? Không. Thì lâu lâu thì đi chơi một bữa đi. Tôi bao. Lấy bao chùm lại phát đi hả? Không, bao có nghĩa tôi bao ké. Nghĩa là tôi giới thiệu là ông là dạng như là đệ tử ruột đi. Ờ à, đúng rồi. Ông nói tôi bắt đầu cái tôi nói là tôi khi mà tôi nói là cái thở mà cái thằng đó nó hỏi thì nó là ông là đệ tử ruột của tôi. Ừ. Mà anh đi ké hả? Thì tôi đi anh ké. Anh đi ké, anh còn bắt người đi ké theo anh nữa. Cuối cùng ông đó ông nói không? Kêu đã đi ké còn rủ rê nữa. Không, tại vì nó kêu là anh cứ kiếm thêm một người nữa, nhưng mà kiếm một người như thế nào anh gọi là thân thích lắm á. Ông có nói là đệ tử ruột của Khải giúp chứ. Bây giờ đó. Mà đi đâu? Đi biển. Đi biển hả? À, đi biển. Mà thằng đó đại gia lắm. Mà nó kêu tôi cái gì? Nhớ mang nồi đi theo. Hỏi nồi làm gì? Luộc trứng ăn. Thằng đó nó sao nó mê trứng ghê luôn á ta. Dở hơi. À. Ra ngoài đó mua mấy cái tiệm hay gì đó, nó bán trứng sẵn đó. Không, nghĩa là cấm mình nói là nó phải đại gia mà kiểu là dạng như là nó đi xe gì phải không? Xe tải. Ừ. À, nó đi tải. Đi xe bốn bánh, che nắng che mưa là đại gia rồi. Đi xe tải bốc hàng rồi nó sẵn mình ra rẻ rồi ở lại đêm vậy đó. Nó thích ăn trứng luộc. Thích ăn trứng luộc đúng không? Ừ. Bây giờ nha, em có một đề xuất như thế này, anh cứ báo lại với anh đó xem tham khảo thế nào. À. Anh hỏi anh một câu, mày ăn trứng Hỏa Diện Sơn chưa? Hỏa Diện Sơn là Diện Thần. Cứ nói như vậy đó. Trứng Hỏa Diện Sơn chưa? Hỏa Diện Sơn. Hỏa Diện Sơn. Hỏa Diện Sơn là sao? Hỏa là lửa. Đúng rồi. Sơn là núi. Rồi là sao? Ý gì anh không có tuổi thơ, anh không coi phim Tề Thiên Đại Thánh. Có. Hỏa Diện Sơn đó, đi ngang qua Hỏa Diện Sơn đó. Đúng là cái núi bốc cháy của cái bà là sao? Đúng không? Anh nói anh ăn trứng Hỏa Diện Sơn chưa mà anh chưa ăn nữa không? Là trên đó nó có mình nhặt về hả? Không, cái món này là món trứng Hỏa Diện Sơn. Rất là tuyệt vời luôn. Ăn thử một lần đi cho biết với người ta. Nhưng mà nó bên Trung Quốc, còn mình ở Việt Nam sao có? Bây giờ nha, anh kiếm cho em mấy quả trứng này, em sẽ thiết kế anh món trứng Hỏa Diện Sơn rồi ăn xong rồi anh mang đi, anh nói với bạn của anh á. Mà áp dụng cho vấn đề mình đi chơi được không? Được, bình thường có gì đâu mà. Thay vì anh mang son, nồi, chén, bát, bình thủy, khăn tắm, lung tung, anh mang một cái chảo đi được rồi. Ok. Rồi ok, thiết kế nha. Đây, hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người một món ăn mới. Trứng Hỏa Diện Sơn. Hỏa Diện Sơn. Một cái chảo. Thấy vậy là sai rồi. Sao? Một khi tôi đặt chảo là không bao giờ tôi đặt gì xong giày, tôi phải đặt giày. À đúng rồi. Mẹ bây giờ giày cái giày bởi thiệt chứ khổ ghê luôn. Rồi ok. Anh cho em ít cát lên cái chảo. Cát đúng không? Rồi ok. Mọi người muốn ăn trứng Hỏa Diện Sơn thì mọi người thiết kế cho em một ít cát sạch. Rồi mọi người bật lửa lên. Anh có coi phim Kiếm Hiệp không? Vô Địch Thiên Hạ. Đúng rồi. Tay xúc cát nóng, luyện võ công. Là như vậy đó. Gì là ngủ lông chảo gì? Ngủ lông củ âm bạch cốt chảo. Củ âm bạch cốt chảo. Rồi ok, anh bật lửa lên. Cho nóng cho cát nóng lên. Củ âm bạch cốt chảo là dạng hút dưới lên đúng không? Trên dập xuống hút. Đúng rồi. Người chịu khó, mọi người đảo cho cát mọi người nóng lên. Nó khô rang nóng hổi lên. Có nêm nếm gia vị không? Thôi được rồi, không cần đâu. Người sờ tay hơ, cảm thấy nó nóng. Nóng rồi. Rồi ok. Rồi sao nữa? Anh tắt lửa là vừa rồi, để tốn ga. Nếu nó củi thì vivu. Rồi ok. Rồi ok. Trứng Hỏa Diện Sơn là như sau, anh cầm mấy quả trứng anh lùi vô trong cát, nó trứng là trứng Hỏa Diện Sơn thôi. Rồi ông lùi nó độ nóng nó nổ sao không thận? Trứng anh nướng nó sẽ nổ, nhưng mà anh lùi Hỏa Diện Sơn để không nổ. Đó, anh lùi vô trong cát. Đó. Cái trứng gà này chín nổi không? Nổi, nóng cỡ đó mà không nổi. Cái này mọi người thích ăn lòng đào hay là gì tùy mọi người. Đó, mọi người lùi vô. Nó sẽ không nổ đâu mọi người. Nếu mọi người nướng chay á, nướng than á sẽ nổ, nhưng mà người lùi này sẽ không nổ. Gà nó không nổ hả? Không, mọi người lùi vô đó. Nếu mà sao mình biết nó chín? Cái gì? Thì anh cầm canh tầm 5 phút và anh đập ra một trái, anh hút lòng đào. Lòng đào chắc cú sẽ có lòng đào rồi, còn chín hay không thì anh canh từ từ lên. Thì vì anh cái nhiệt độ lửa anh tắt rồi mà sao mình canh được? Có nghĩa là mình muốn ăn chín, ăn hồng đào, không muốn ăn gì đó tùy mình thời gian khi mình thử. Nói chung là 5 phút là anh ăn được rồi. Ok, để tâm. Thử nha. Giờ sao? Đồ sao thơm với ta. Sau 5 phút này anh Khải. Hình như là mình đất mình nướng cháy là nó thơm hay sao á. Đúng không? Ừ. Trứng mọi người nướng không bao giờ được tại vì người nướng nó bể. Nhưng riêng mọi người nướng trứng cái này á không bao giờ bể. Nóng hổi luôn phải không? Nóng hổi hả? Nóng lắm. Nóng lắm. Anh ăn thử trái xem sao để anh canh. Nó chín chưa là người ta nói là trứng chín hay chưa là mình để mình lăn là. Giờ là chín chưa? Múc đi. Lòng đào. Đủ hay ta. Ê,
Ê mà nóng lắm nha. Này chia sẻ mọi người cái món trứng quả Diện Sơn. Nướng trứng không bao giờ bể. Đốt nó bể đúng không? Ừ, đốt bể, lùi vô thang bể, nướng là bể. Riêng mọi người nhét vô cát không bao giờ bể. Không đáo. À, đây là cách nướng trứng không bao giờ bể. Trứng quả Diện Sơn. Ê mà thơm nha, thơm nha. Này hồng đào kiểu 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 hơi chín. Vậy là cách ăn thôi, mình tăng thời gian thôi. Lòng hồng đào kiểu quả Diện Sơn. Nó thơm mùi của trời đất. Trời là sao? Cát hơi thơm mùi trời đất. Vậy là thơm mùi cát đi. À, mùi cát. Người ta nói là thì có một cái giai thơ gì nữa. Cái thơm gọi tôi thấy mà nó lạc nhách luôn. Sao vậy? Nghĩa là nó kêu là thâm thẩm chiều trôi. Kể thằng đó nó đứng ngay kiểu cái hầm cầu. Nó kêu mà nó làm một cái thơm gọi là không nghe mùi thúi. Đó nó hay vô đó, mà giờ tôi biết cái bài thơ mình đứng trứng nướng cát tôi biết làm để thằng đó nó làm cho nghe nha. Thưởng thức nha. Ê thơm lắm. Thơm. Nướng nào cũng ngon hết. À nướng nào cũng ngon. Ôi. Trứng nướng. Em biết là có rất là nhiều người thích ăn trứng nướng nhưng mà không bao giờ nướng được quả trứng. Tại vì nướng là bẻ không à? Nướng là bẻ à? Tại vì cho nên trứng nướng nó rất là ngon, cho nên mọi người nướng không được. Đó. Trứng nướng quả Diện Sơn. Mọi người nướng này ăn rất là ngon. Thiệt. Ê cái này nếu mà được á là tôi mở cái tiệm tôi bán trứng quả Diện Sơn. Quả Diện Sơn thứ nhất là cái từ nó lạ. Đúng rồi. Người ta vô người ta xem người ta ăn uống như thế nào. Nhưng mà trong khi đó mình vô trong mình làm một câu thơ gì nó hơi thơm tí. Là người ta sẽ vô thôi. Trứng quả Diện Sơn. Chưa này mới hút tới cái chồng trắng ấy thôi nha. Ôi, chuột chữ anh hả? Ê. Cảm giác như là nó không biết tả sao luôn. Thơm. Làm hết luôn nha. Trời ơi. Sướng à. Sướng. Tôi nói ông cái trứng luộc không bao giờ bằng cái trứng nướng hết rồi á. Ừ, trứng luộc lòng đào cũng không bằng luôn. Không bằng, thật sự luôn. Nó làm sao đâu á. Bây giờ nha. Hả? Anh đi kêu với ông bạn của anh á, ông mà cho anh đi ké đó. À. Anh nói á, có thích ăn trứng quả Diện Sơn không? Quả Diện Sơn. Mình ra đó mình chế cho ông ăn. Nước nách. Chu cha nó thơm. Trời ok, bây giờ anh thích ăn trứng này thì anh lấy ra hết. Anh muốn cho chín nữa thì anh để cho xíu nữa, đó tùy anh thôi. Lấy ra. Đó ok, đây là món trứng quả Diện Sơn. Đây là món trứng nướng, mọi người nướng trứng theo kiểu này là không bao giờ bể. Còn không có cách nào để mọi người nướng trứng nó không bể đâu. À. Mà con cái là nó không bể nha. Không bể là không bể, mọi người cứ yên tâm. Ai nói bể chứ không bể nó không nứt luôn nha. Không bể mà không nứt luôn nè. Đó, em chia sẻ mọi người đây là món trứng nướng quả Diện Sơn, trứng nướng cát. Mọi người cứ làm thử món này ăn rất là ngon, hoặc là mọi người buôn bán rất là tuyệt vời luôn. Tại vì mọi người ăn trứng nướng nó rất là thơm và nó giữ đậm đà cái hương vị của trứng, nó khác với luộc rất là nhiều. Nhớ đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại tất cả clip sau.